Bài 7. Vẽ phương trình đường thẳng Y bằng trừ 1 phần 3X cộng 2. Ở đây, nhận xét ta thấy đây là phương trình đường thẳng Y bằng AX cộng B, và A ở đây là trừ 1 phần 3, B là cộng 2, là 2. Trước khi vẽ đường thẳng, ta ôn lại phần lý thuyết một tí xíu. Lý thuyết nói rằng đường thẳng Y bằng AX cộng B, cách trục tung tức là trục y tại tung độ là B. Và cắt trục hoành tại hoành độ x bằng trừ B trên A. Trừ B trên A tức là trừ của 2 trên A là trừ 1 phần 3, tức là 6 vậy đó. 2 x 3 là 6, không? Nếu A lớn hơn 0, đường thẳng đi lên, nghĩa là tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải, đường thẳng mỗi lúc một cao dần hay còn gọi là phương trình đồng biến có a lớn hơn không đường thẳng đi lên còn a nhỏ hơn không đường thẳng đi xuống tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một thấp dần còn gọi là phương trình nghịch biến a nhỏ hơn không để vẽ đường thẳng nói chung ta cần tìm hai điểm và để dễ dàng nhất là ta nên cho x bằng 0 Tại sao ta cho x bằng 0? Vì tất cả mọi số nhân 0 đều bằng 0. Vậy thế x bằng 0 vào phương trình y bằng 1/3x cộng 2. Suy ra ta được y bằng 1/3 nhân 0 cộng cho 2. 1/3 nhân 0 bằng 0 cộng cho 2. Vậy y bằng 2. Vậy điểm thứ nhất ta đặt là điểm A e, có x bằng 0, y bằng 2. Và kế đến Điểm thứ hai ta đặt là điểm B, ta có thể cho x hoặc là y bằng bất cứ số nào cũng được. Nếu mà ta cho cho x thì ta không nên cho x bằng 0 vì ta chọn x bằng 0 rồi, ta sẽ chọn x bằng số khác. Theo tôi, các bạn nên chọn x bằng 3 vì 3 chia cho 3 được 1, ta còn lại là trừ 1 cộng cho 2 bằng 1. Ha? Nhưng ở đây, tôi chọn y bằng 0 để cho các bạn thấy nó sẽ cắt trục hoành tại hoành độ x bằng trừ b trên a. Vậy ta thế y bằng 0 vào phương trình y bằng 1 phần 3 x. y bằng trừ 1 phần 3 x cộng cho 2. Vậy suy ra ta được 0 bằng trừ 1 phần 3 x cộng cho 2. Để giải phương trình này ta chuyển trừ 1 phần 3 x sang phía bên tay. Trái là cộng 1 phần 3 x phương trình sẽ tương đương với 1 phần 3x bằng 2 và nhân hai vế của phương trình cho 3 để khử mất mẫu số là 3. Như vậy, phương trình tương đương với x bằng 6. Ta có điểm thứ hai x bằng 6 và y bằng 0. Đã xác định được hai điểm, ta vẽ hai điểm này trên trục tọa độ. Đây là trục tọa độ được xác định từ trừ x cho đến x là trục nằm ngang được gọi là trục hoành và từ chữ y cho đến y là trục thẳng đứng được gọi là trục tung. Hai trục này vuông góc với nhau tại zero của mỗi trục hay còn gọi là trục tọa độ. Ta vẽ điểm A có x bằng 0, y bằng 2, tức là nó nằm ở phần dương của trục tung hai đơn vị. Đây. Và điểm B có x bằng 6, y bằng 0, vậy nó nằm ở phần dương của trục hoành 6 đơn vị. Ta có hai điểm A và B trên trục tọa độ. Ta nối hai điểm này lại, ta sẽ có đường thẳng Y bằng trừ 1 phần 3 X cộng 2. Và hệ số góc của nó là trừ 1 phần 3, được tính từ trục nằm ngang hay là trục hoành cho đến đường thẳng Y bằng trừ 1 phần 3 X cộng 2. Đây là hệ số góc của nó. Ta thấy hệ số góc là hệ số âm trừ 1 phần 3 nên đường thẳng đi xuống tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một thấp dần và đường thẳng y bằng ax cộng b cắt trục tung tại tung độ là b b là 2 vậy nó cắt tại điểm a có y bằng hai đơn vị và cắt trục hoành tại hoành độ x bằng trừ b trên a là trừ B tức là trừ của 2 chia cho trừ 1 phần 3 tức là 6 đơn vị ở đây. Vậy thỏa mãn với phần điều kiện, không xin lỗi, thỏa mãn với phần lý thuyết. Đến đây ta đã giải xong bài số 7. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và nhớ chia sẻ với các bạn khác cùng lớp nha. Bài 8. Vẽ phương trình đường thẳng y bằng trừ 3 phần 2 x trừ 3 ta thấy đây là phương trình đường thẳng có dạng y bằng ax cộng b, a bằng trừ 3 phần 2, b bằng trừ 3. Trước khi vẽ ta ôn lại phần lý thuyết một tí xíu. Phương trình đường thẳng y bằng ax cộng b cắt trục tung, tức là trục y tại tung độ là b và cắt trục hoành tại hoành độ x bằng trừ b trên a. Nếu a lớn hơn 0, đường thẳng đi lên, nghĩa là tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải, đường thẳng mỗi lúc một cao dần. Và nếu a nhỏ hơn 0, đường thẳng đi xuống, nếu tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải, đường thẳng mỗi lúc một thấp dần hay còn gọi là phương trình nghịch biến a nhỏ hơn 0. Để vẽ đường thẳng, ta cần tìm hai điểm. Ở đây ta nên cho x bằng 0. Tại sao mình cho x bằng 0? vì x bằng 0 những số nào nhân với 0 đều bằng 0 vậy ta thế x bằng 0 vào phương trình y bằng trừ 3 phần 2 x 3 ta được suy ra y bằng 3 phần 2 nhân 0 trừ cho 3 3 trừ 3 phần 2 nhân 0 là 0 trừ cho 3 ta được là trừ 3 vậy điểm thứ nhất ta có x bằng 0 và y bằng trừ 3 ta đặt là điểm A và điểm thứ hai, ta chọn y bằng 0. Chúng ta không nhất thiết phải chọn y bằng 0. Có thể chọn y bằng bất cứ số nào khác cũng được, hoặc là đổi y bằng x, bất cứ số nào cũng được. Nếu mà đổi y bằng x thì các bạn nên chọn x bằng 2, vì ở đây 2 chia cho 2 được 1, ta được là trừ 3, trừ cho trừ 3 là trừ 6. Vậy ở đây ta chọn y bằng 0 để cho các bạn thấy. Nó sẽ cắt trục hoàn tại hoàn độ x bằng trừ b trên a. Vậy thế y bằng 0 vào phương trình. Y bằng trừ 3 phần 2 x trừ 3. Suy ra ta được 0 bằng trừ 3 phần 2 x trừ 3. Để giải phương trình này chuyển trừ 3 phần 2 x sang phía bên tay trái. Vậy phương trình tương đương với 3 phần 2 x bằng trừ 3. Và nhân hai vế cho 2 và chia cho 3 vậy ta được x bằng trừ 2. Vậy điểm thứ hai ta đặt là điểm B có x bằng trừ 2 và y bằng 0. Ta đã tìm được hai điểm A và B, ta vẽ nó trên trục tọa độ. Đây là trục tọa độ từ trừ x cho đến x được trục nằm ngang, được gọi là trục hoành. Và từ trừ y cho đến y, trục thẳng đứng được gọi là trục tung. Hai trục này vuông góc với nhau tại 0 của mỗi trục, hay còn gọi là gốc tọa độ. Ta vẽ điểm A trước, có x bằng 0, y bằng trừ 3, tức là nó nằm ở phần y trừ 3 đơn vị, hay là nói chung là nằm ở phần của trục tung nằm ở phía âm 3 đơn vị. Đó là điểm A. Còn điểm B có x là trục hoành mà nằm ở phía âm 2 đơn vị, nha nằm ở phía âm hai đơn vị. Vậy ta vẽ điểm B. Ta có hai điểm A và B. Ta nối lại ta được đường thẳng Y bằng trừ 3 phần 2 X. Và hệ số góc của nó là hệ số góc âm trừ 3 phần 2. Như vậy đường thẳng đi xuống tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một thấp dần. Và hệ số góc được xác định từ đường nằm ngang, đường nằm ngang hay là trục hoành cho đến đường thẳng y bằng trừ 3 phần 2 x trừ 3. Đây, hệ số góc của nó là trừ 3 phần 2. Và đến đây, ta đã giải xong bài số 8. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác cùng lớp.